mộng của 2K18, 2K13 và 2K9 sắp tới kiểu. Kính thưa quý thầy cô cùng các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Ê, ở ngoài đông lắm luôn á. Ừ, đông như kiến vậy trời. Tao đang hồi hộp lắm luôn á, muốn nhớ con Nhi ở ngoài luôn á. Tao cũng vậy á, run thấy mụ nội luôn vậy đó. Con bướm bướm nãy giờ nó đập cánh bạch 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 gì luôn nè má. Trời ơi, cầu mong thần linh ông bà tổ tiên phù hộ, hãy cho con một cơn mưa ào xuống ngay bây giờ. Ờ, đúng rồi đó, trời ơi, cầu mong trời đổ một cơn mưa đi, cho khỏi cách quất rồi trời. Rồi, tất cả trật tự nghe cô nói chút xíu nè. Lát nữa tới phần diễu hành cách quốc, tụi em phải đi theo ngay hàng thẳng lối nghe chưa? Không có giỡn hết rồi hả? Nhảy được qua bên này, nhảy qua bên kia nghe chưa? Nhớ trật tự đó. Dạ. Rồi, tiếp nữa. Các bạn đứng trước á, cầm cái bảng tên của lớp mình, giơ cao lên nghe chưa? Không có được che cái mặt. Cái mặt lúc nào cũng phải tươi cười nhìn xuống dưới nghe chưa tụi em? Đừng có mà chầm chầm rồi nhìn xuống đất rồi đi nghe. Không có được. Dạ. Rồi, các bạn á, cầm lá cờ á thì nhớ phải lá cờ cho nó tung bay nghe chưa? Đừng có để giấu sau lưng hay là cắt nghe chưa? Rồi tiếp luôn. À, 2K18 là sẽ đi trước. Rồi 2K18 là lớp 1 á, khối lớp 1 đi trước. 2K13 khối lớp 6 là đi sau đi giữa nha. Rồi tới cuối cùng là 2K9 là khối lớp 10 đó, là đi cuối cùng nha tụi em. Nhớ tư tỉnh lên nha, tư tắn lên. Dạ cô. Ơi, ơi mẹ ơi, xin chào mẹ. Trời ơi cái gì mẹ? Má nội này hậu đậu ghê vậy đó. Có cái lỗ đó mà đút cái cây vô giống gì nè. Đâu cái lỗ này là đút vô. Thế ơi trời ơi, gùng quá à. Ừ đó đúng rồi đó. Trời. Ê, nhìn sơ sơ mấy đứa khóa trên ngồi ở dưới á, có vài con rắn độc nó đang khè lưỡi cả mày. Trời ơi, mày không biết gì hả? Tao nghe mấy đứa khác nó kể á, là cái trường này á, rắn độc là một ổ nghe mẹ, một ề luôn đó. Mà con nào con nói á, là chất kịch độc không đó, nó phập một cái là ngụm của tỏi á mẹ. Ủa, vậy hả? Mày làm tao lo gấp 100 lần luôn á. Tự nhiên cảm thấy sợ hãi quá, bịt khẩu trang lại cho chắc. Ê, còn cái nào không? Tao để quên mà ngoài xe rồi. Đâu ra nữa, có một cái ngột à. Lúc nãy bay dưới xe không chịu đem vô đeo. Mấy, ê, lát đi nghe á, mà phát phát cái lá cờ này nè, mày che vậy nè cũng được đó. Được hả? Được. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với buổi diễu hành catwalk của các em học sinh mới 2K18, 2K13 và 2K9. Bắt đầu. Ôi, ê, kìa tụi em. Rồi rồi, đi đầu hàng theo lối nha. Rồi 2K18 với 2K13 đi trước. Rồi đi, lại lên, lại lên. À, trời ơi, tao vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa. Đi nè. Mấy đứa kia không có giỡn nè, phải lá cờ lên. Trời ơi, cầm cái bảng giơ cao lên, bảng tên lớp đây em. À, đi tiếp, khối lớp 10, đi. Ê, mấy con nhỏ 2K13 với 2K9 mới vô trường, nhìn ngon hả mày? Ui, giữa trái cây của tụi nó kìa, còn hoành tráng hơn mấy con nhỏ con gái lớp mình nữa. Ừ, nhất là mấy con nhỏ đứng hàng phía trên mà đi trước á. Đó, trời ơi, nhìn chân thon ha, dài nữa. Ui, tươi xanh, múc rụp kiểu này hút, rột. Ê, con nhỏ đi đầu hàng đó hồi xưa chơi thân với mày đúng không? Trời ơi, con quỷ đó nhìn húng gớm luôn. Ê, cái thằng nhóc cầm bảng đi đầu tiên á, hình như là em của con Thủy lớp mình đúng không? Ừ, đúng rồi đó, thằng đó là em trai của con Thủy á, tao có tới nhà nó chơi rồi. Ờ vậy hả? Trời ơi, con chị thì đẹp mà ngang số quắc à. Trời ơi, ê, hình như mấy đứa tụi nó đang giờ mình á. Ôi, những ánh mắt phán xét nằm mồ. Ủa, trời ơi, đi cách quốc mà sao đi nhiều vậy? Một vòng sang trường luôn á. Ê, mấy con rắn độc đang ngồi dưới, hình như nó đang địa tụi mình á. Nó đang thè lưỡi kìa má. Thôi, mày đừng có nói nữa. Trời ơi, mấy con rắn độc ở dưới nhìn thấy ghê quá à. Con nào con nấy cái răng nanh dài tới nách. Sao mấy đứa mới vô trường mình á, mới ba lớn nè, mà đã dẹo cà hảy cà hảy à. Mày coi à, đi cái đít kìa. Trời đất ơi, cà dảnh vậy á. Giống như là đang chào hàng vậy đó. Mày để ý mấy cái con Hàm Hương nó làm cái gì? Mấy đứa mới lớn mà giờ nó ghê lắm mẹ. Sơ hở là nó leo lên đầu mình nó ngồi đó trời ơi. Mấy cái con Hàm Lừa này nó học ở đây một thời gian nó đi. Tao nhai đầu từng đứa hết. Nhìn nè. 2K9 lần đầu mặc thử áo dài kiểu. Ngọc. Gì mẹ? Nè. Ủa? Gì vậy? Cái áo dài trắng 2-3 tuần trước tao dắt mày đi may đó, chuẩn bị cho năm học mới đó, xong rồi đó. Áo dài hả? Cũng được. Rồi còn ngồi đó làm gì sao mặc vô thử đi. Ơi, lát nữa đi. Con chưa có tắm rửa gì hết trơn, người đang dơ mặc vô dơ đồ sao?
Ừ, tắm làm cái gì, rồi cũng phải giặt lại trước khi mặc mới chứ. Kệ đi, thay lẹ đi, để tôi biết coi còn có chật hay là rộng, hay là cần đo hay là cần chỉnh chỗ nào, để tôi nói với các bà may đồ liền. Lẹ đi. Ừ, rồi, để con mặc vô thử. Ghê vậy. Trời, sao mẹ còn đứng đó, mẹ đi ra ngoài để cho con thay đồ. Trời đất ơi, con nhỏ này, thì mày cứ thay đi, tao đứng đây có sao đâu. Thôi, trời ơi, kỳ, con ngại lắm, không dám thay đâu. Mẹ đi ra ngoài đi, con thay rồi sao mày vô. Trời đất ơi, bây giờ chính thức thành thiếu nữ rồi, có bắt đầu ngại ha. Hồi xưa tới giờ tao lột, tao thay cho hoài đó mà không ngại. Rồi lẹ đi. Mệt ghê vậy đó. Chuyện nào con kêu xong rồi mới vô nha, không có tự mở cửa vô à. Biết rồi. Trời ơi, sao nhìn mình ở trong gương, nó phệ dữ vậy ta. Bề ngang thì bự, còn bề cao có chút xíu à. Nó kìa hả? Chưa kịp lột xác nữa trời. Mà bắt mặc áo dài đi học nữa. Tụi lỡ mình mặc áo dài vô có sao không ta? Ơi, mặc vô mà như cái đầu bánh tét. Bước vô trường, tụi nó cười cho thúi đầu. Nhục. Ủa? Ủa sao vậy? Tao tự nhiên tới đây nó kẹt cứng ngắc hả? Trời ơi, ủa mình mặc gì có đúng vậy ta? Xong chưa vậy trời? Ngọc à, xong chưa? À, chưa. Sắp xong rồi. Trời ơi, tại con mới mặc lần đầu đó, nó kẹt chỗ này kẹt chỗ kia khó bận quá vô nè. Đâu rồi ta, cái gì kéo rồi? Trời ơi, sao kéo cái gì kéo, giờ cái tay con ngắn ngủ mà. Giờ là con tay cái gì kéo. Lẹ đi mày ơi, tao còn đi công chuyện nữa nè. Trời ơi, rồi rồi vô đi. Mệt gì đâu. Bận có cái áo dài không mà lâu lắm. Nè, chưa có xong rồi sao nè, còn cái dây kéo này kéo lên giùm con coi, con với cái tay không tới cái dây kéo nè. Đưa đây, tao kéo lên cho. Trời ơi. Đó, ăn cho nhiều cho phệ cái thay ra, còn cái tay nó bự không đút cái tay ra sao được, kéo lên. Rồi. Rồi chưa? Rồi à. Đâu, xây vòng tao coi coi. Gì? Nè. Ừ, cũng vừa đó. Ơi, cái gì đâu mà cái giữa trái cây hả? Cái tuổi tụi mày ba lớn mà sao nó bự dữ vậy trời? Mệt mẻ quá à, nó tự bự lên như vậy chứ con có muốn vậy đâu. Ơi, tao nhìn mà tao còn thấy ngợp nữa đó, huống chi mấy thằng con trai. Rồi à, xây ra sao tao coi cái vòng ba cái mông coi. Mệt ghê vậy. Nè. Trời đất ơi. Cái vòng ba ở dưới mà nó còn chà bá lửa hơn là cái vòng một ở trên nữa. Một ê luôn. Thì ai mà biết đâu. Trời ơi, mệt quá à. Biết gì hồi đó tao có cho mày uống sữa ngoại nhiều đâu. Rồi đâu à, có thấy khó chịu chỗ nào không? Thấy khó chịu ở cái eo nè. Hình như cái eo nó bóp sát quá hay sao á. Cũng mày không. Người ta 3 tháng hè người ta lo tranh thủ người ta lột xác đi. Không chịu. Mày lo lột đồ lên giường mày nằm xong mày ngủ à. Ăn rồi bấm điện thoại miết vậy đó. Biểu xong lên ký. Một ngày mày quất cho 3 ly trà sữa đó chứ tao chưa nói đâu nha. Trời ơi, mặc áo dài vô nhìn như cái đòn bánh tét vậy đó. Thôi con chịu mặc áo dài đi học đâu. Tôi mệt quá. Gán chịu đi. Rồi đâu à, cử động tay chân này kia coi coi nó có chật hay là có gì không. Cử động hả? Nè, cũng được. Ừ, rồi giơ chân này kia lên coi. Ôi, tét trời mẹ ơi. Đó, vừa lắm. Cơn ác mộng của học sinh chạy xô mỗi ngày sắp tới kiểu. Ôi, sao dáng lẹ vậy? Cô ơi. Em ăn gì? Lấy cho con mổ bánh mì. À rồi, đợi chị xíu nha. Trời ơi, bữa nào vô có nằm chùm bẹp hết trơn trời. À, cô vô, xin đứng. Rồi, ngồi xuống đi. Rồi, cô kiểm tra bài cũ cái nha. Ủa không? Hôm qua nó quên học bài nữa. Trời ơi, còn mà bà cô đừng có kêu dính tên mình nhé. Đừng kêu dính tên mình. Trời đất ơi, mày gan quá vậy. Mày học bài chưa mà mày ngồi đó mà chơi vậy? Mày nghĩ sao ta là lớp trưởng mà ta chưa học bài vậy mày? Ô là trời. Phạm Văn Toàn. À, em cô. Ừ, lên đi em. Ngủ nổi đó, sao xui vậy. Rồi bây giờ cô cho hai cái bài tập tụi em lên làm nha. Cái gì về rồi, mừng quá. Trời ơi, đi học về xong thay đồ ra đi rồi ăn cơm mặc nguyên cái bộ đồ vậy thôi rình.
Chịu, con còn đi học nữa mà, kể ra làm chi cho nó mất công, mặc ra mặc vô trời. Lát ngừng để vậy rồi đi luôn, có lẽ. Rồi chơi gián game coi. Ủa, cái quần què vậy? Mới đây gần 1 giờ rưỡi hả? Tới giờ đi học nữa rồi trời. Má ơi, nắng muốn banh cái đầu luôn á trời. Trời ơi, cái phòng như cái lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh luyện Tôn Ngộ Không á. Cho mượn nha. Rồi, thấy cái đoạn thơ thứ hai chưa? Đó, bây giờ thầy sẽ phân tích sâu vô cái đoạn thơ này cho tụi em coi ha. Ê, vậy mày canh ông thầy nha. Ổng xuống kêu tao nha, tao buồn ngủ quá, tao ngủ xíu. Mệt mày ghê vậy chứ, làm gì làm đi ba. Rồi, bây chúng ta tới đây thôi ha, ngày mai chúng ta học tiếp. À dạ, khỏe quá. Toàn, Toàn, dậy ba nội về kìa. Cái gì á? Cái gì? U là trời à. Con, đi đâu hả? Mẹ đem trái cây ra nè, ăn trái cây đi. Thôi, con không ăn đâu, con sắp trễ rồi. Rồi, tốc độ phản ứng là đại lượng đặc. Toàn, 9 giờ chưa? Chưa, 5 phút nữa lận. 5 phút hả? Ký, yeah, sắp được về. Ừ. Dĩ xong chưa? Của phản ứng hóa học. Ê, 9 giờ, à, 9 giờ rồi cô ơi. À, được về rồi, yeah. Không được, à, gì vậy? À, khoan, ngồi xuống. Học cho xong cái phần này đi, cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa à. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, tụi em được nghỉ ở nhà mà đúng không? Ngủ cho nó đã ha, ráng ở lại học thêm 1 tiếng nữa, 10 giờ về nha. Rồi. Ủa, trời ơi, mơ, hên quá, chưa tới ngày. Tình hình năm học tới của tôi kiểu. Rồi hai đứa bữa nay tới đây kiếm ta có chuyện gì không? Ờ, dạ thưa bà, tụi con tới đây để mong bà coi giúp coi cái năm học sắp tới tụi con chuẩn bị nhập học á, không biết là nó sẽ như thế nào á, tốt hay xấu, rồi giáo viên ra làm sao, bạn bè các thứ nó như thế nào á, để tụi con mà còn biết cách đối phó với lại cúng sao giải hạn. Ờ, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó dễ, mà cái câu của tụi con hỏi nó chung chung quá. Thôi, để ta bói cho tụi con vài quẻ đi, tụi con sẽ biết chính xác hơn ha. Ờ, dạ đúng rồi đó, tụi con chăm sự nhờ bà. Rồi, đầu tiên tụi con muốn biết cái gì trước? Ờ, dạ tụi con muốn biết là năm học sắp tới á, giáo viên chủ nhiệm của tụi con á là giáo viên khó hay là dễ? Rồi, giáo viên đúng không? Rồi. Ờ dạ. Tôi cầu mong giáo viên dễ nha trời. Giáo viên dễ đi. Cầu mong giáo viên nào dễ chủ nhiệm nha. Dễ nhất trường càng tốt. Rồi, bây giờ một trong hai đứa bóc một lá thôi. Ờ dạ dạ. Ờ, con lấy lá này. Rồi, ở đây. Ủa, sao vậy bà? Nhìn bà cắn vậy? Sao bà? Căng à? Trời, căng là xong rồi đó. Hả? Căng sao bà? Căng đứt dây đàn luôn không? Ừ, nhưng giáo viên khó lắm hả? Lá này là lá già, mà người ta thường nói là già mà khó tánh đó. Lá già biểu thị cho giáo viên này là lớn tuổi nha, cọc cằn cổ hủ dữ lắm đó. Dương ơi, năm nay coi như tụi mình tiêu rồi. Giáo viên chủ nhiệm khó kìa. Trời ơi, giáo viên già mà còn khó tánh à? Khó cỡ vậy rồi sao sống nổi trời. Bà ơi, giờ sao giờ bà, tụi con lo quá. Nhưng mà không sao, may ra cái lá này là lá già cơ. Cơ ở đây là trái tim đó, màu đỏ. Cho nên tuy giáo viên hơi khó xíu, nhưng mà được cái là lòng trắc ẩn thương học sinh của cái người giáo viên này cao lắm. Cúng sao giải hạn là được. Dạ bà, như ơi, vậy vẫn còn nhớt nhát được. Tuy là khó, nhưng mà tấm lòng yêu thương học sinh cao cả. Thì tụi mình có quay bài hay là copy nhau á, cũng không bị bắt. Nếu được vậy cũng ok. Dạ dạ. Tiếp theo, tụi con muốn hỏi gì nữa? Để ta, dạ thưa bà, tiếp theo con muốn coi á là hai đứa tụi con á năm nay có còn được học chung không hay là có bị tách lớp không? Hy vọng là sẽ giống năm ngoái ha, tụi mình vẫn học chung lớp, ngồi chung bàn kế nhau, bàn cuối nữa chứ. À rồi, lần này là mỗi đứa bóc ngẫu nhiên một lá nha. Rồi. Ờ dạ. Rồi, đưa đây để cho bà coi. Toàn rồi hai đứa ơi. Hả? Ủa? Sao vậy bà? Rồi nhìn bà vậy là chắc xong rồi. Nè, 5-7, người ta thường nói là chia 5 xẻ 7. Đó, rõ ràng hai lá luôn nè tụi con. Chuyến này hai đứa con đi xa nhau rồi, một đứa đầu xong, một đứa cuối xong con ơi. Trời ơi, Ngọc ơi, tao muốn xa mày. Đúng rồi đó, trong lớp mà thiếu mày sao tao sống nổi. Trời ơi, tao không chịu đâu. Bà ơi, cứu tụi con với, tụi con muốn xa nhau đâu.
không sao. Còn cứu vãn được, cúng sao giải hạn xong á là tụi con sẽ không bị chia cắt nữa. Cứu vãn được hả bà? Gì hả bà? Vẫn được học chung lớp, nhưng mà tụi con sẽ ngồi hàng đầu nha, ngồi kế bàn giáo viên luôn á. Ê, mà không sao, dù sao gì á, chị em mình vẫn được học chung lớp, ngồi kế nhau, vậy là đủ rồi. Ừ, đúng rồi, chỉ cần tụi mình được ngồi kế nhau thôi, thì ngồi bất cứ cái bàn nào trong lớp cũng được hết. À không, hai đứa được ngồi chung bàn trên dãy đầu thôi, nhưng mà một đứa sẽ ngồi đầu bàn bên này, còn một đứa còn lại ngồi đầu bàn bên kia, có hai đứa khác là ngồi ở giữa. Sao kỳ vậy? Thôi tụi con không chịu đâu, có cách nào giúp tụi con ngồi kế nhau đi. Trời ơi, chứ tụi bay muốn sao nữa, cái quẻ tụi bay là chia năm xẻ bảy, mà cúng sao giải hạn thần linh phù hộ cho được học chung lớp và ngồi chung bàn là được rồi con, chứ mày đòi hỏi hơn nữa là thần linh quở mày chia cắt tụi bay khỏi trường luôn. Ê mà không sao, cắt có hai đứa à, cái mỏ tụi mình lớn lắm, tụi mình vẫn nói chuyện với nhau được mà. À đúng rồi đó, trên đời này có cái thứ gì mà cản được hai cái mỏ tụi mình. À, dạ tiếp theo tụi con muốn coi là mấy đứa bạn bè trong lớp của tụi con á là tốt hay xấu, năm nay có đứa nào mới vô hay là có thành phần gì khác biệt không. Rồi chờ ta xíu. Rồi bây giờ gấp đôi lên nha, mỗi đứa bóc hai lá. Rồi hai đứa đưa đây cho ta coi. Rồi kiếp nạn tới nữa hả bà? Sao rồi bà? Nè, bốn còn hai nữa hả? Sao năm nay tụi mình tam tai dữ vậy? Là sao bà? Số hai là biểu trưng cho con rắn đó. Bốn con hai có nghĩa là trong lớp mới của tụi bay sẽ có một bầy rắn độc. Trời ơi, ta tưởng một vài con thôi là đủ rồi, cái này một bầy rắn luôn chứ. Bình thường một hai con rắn độc trong lớp là muốn xỉu rồi, bây giờ một bầy luôn. Mà không phải rắn bình thường nha, tụi bay coi kỹ nè, màu đỏ, rắn hổ lửa. Trời ơi, tụi bay nghe ghê chưa, rắn hổ rồi mà còn lửa nữa, trời nó khè lửa tụi bay là khét nghẹt hết. Chưa, cái con này mới dữ hơn nè, hai con màu đen là biểu trưng cho rắn mamba đen của Ai Cập, loài rắn kịch độc nhất thế giới. Trời ơi, hai con này ở trong lớp tụi bay nghe, mà nó quay qua nó phập tụi bay một cái, tụi bay ngụm tại chỗ là liệm luôn đó. Được rồi, xong luôn Dương ơi, năm nay coi như tụi mình hẻo rồi. Bà ơi, giúp tụi con đi, giúp tụi con thoát khỏi cái bầy rắn độc đó đi. Cái này hơi khó nhưng mà cũng làm được, mà phải cúng cái lễ sao giải hạn cho năm học mới này lớn lắm á mới đuổi được một bầy rắn độc này đi ra khỏi lớp à nghe. Dạ làm liền đi bà. Dạ bà lập đàn làm lễ liền luôn đi bà. Đầu tiên. Ủa đầu tiên là gì bà? Đầu tiên là tiền đâu, trời ơi, tụi bay phải cúng tiền cho tao, tao mới làm lễ rồi tao cúng lên cho thần thánh mới giúp đỡ cho tụi bay cái giải hết cái hạn của cái năm học mới này chứ. Nhiêu bà? Có nhiêu đâu, mỗi đứa 5 triệu. À đù. Thời của 2K14, 2K10, 2K7 lên ngôi trùm trường sắp tới kiểu. Từ từ đi. Em xin lỗi. Trời đất ơi. Đi đứng mắt mũi đãi đâu mày? Dơ bà hết cái cặp luôn mày. Ê, đi đâu mày? Tự nhiên đụng tay xong làm rớt đồ là đi tỉnh bơ vậy mày? Em đi về lớp của em. Thôi, muốn đi là đi hả mày? Mày đụng tụi tao làm rớt cái cặp, dơ cái cặp rồi nè. Mày tính làm sao? Sao hả? Em đụng em xin lỗi rồi mà. Xin lỗi là sao mày? Xin lỗi cái cặp tao nè. Xin lỗi nó đi, nó có sạch lại được không? Tao nhìn mày lạ vậy? Lớp mấy đây? Lớp 6A hả? Sao? Mới vô trường mày học hả mày? Biết tụi tao là ai không? Tụi tao là lớp 9, là đại ca khu cấp 2 nha mày. Trời nhìn nó kìa, mới nói chút xíu cái nó quéo à. Ê, nó có 2 chai xịt tin kìa, lấy một chai. Không mấy giờ vậy, muốn đi về lớp đúng không? Thay vì là xin lỗi á, cho tụi tao xin một chai xịt tin đi. Mày có 2 chai đây mà, cho tụi tao xin một chai đi, để tụi tao uống cho nó thông họng ha. Muốn yên ổn rời đi á, thì để lại một chai xịt tin. Không có được. Một chai của em, một chai của chị em đâu có cho anh chị được đâu. Chị mày hả? Chị mày học ở đâu? Chị em học cái lớp dãy bên kia kìa. Gì? Bên đó hả? Bên đó là cũng khu tụi ta thôi chứ đâu ra. Chị mày tên gì? Chị em tên là Nga. Tên Nga hả? Tao cũng có đứa nhỏ bạn học bên bển tên Nga nè. Chắc cũng là bạn của tao đó. Thôi đưa cho chị tin đi. Một lát nữa tao nói với chị mày á là tao xin là thế nào chị mày cũng cho à. Đưa đây. Con Nga cũng là bạn của tụi tao đó. Đưa đây đi, lát tụi tao gặp nó là tụi tao nói. Không, thôi, em không có đưa được mà. Má cái thằng này lì cái mày. Tao nói mày đưa cho tao một chai xịt tin, mày nghe không? Không, không có được mà.
Mẹ bà, mày túm nó lại mày giật cái chai luôn đi. Mày nhai với nó làm gì? Lẽ được đi vô lớp nè. Mẹ nó thằng này. Bây giờ tao nói lần cuối mày có đưa cho chai xì tin không? Không mà tao lấy hết hai chai luôn mày giật tính không? Không, không có được. Một chai của em, một chai của chị em đâu có chờ được đâu. Tao nói mày đưa đi. Không. Mày đưa đây, bú ra chứ. Đưa đi. Đưa đây. Đưa đây. Trời ơi. Trả đây chưa? Trả chai xì tin đây. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này đi mua có mấy chai nước mà giờ này chưa vô gọi điện có không bắt máy nữa, nó mất tiêu rồi ta. Trời ơi, muốn trả hả? Nè lấy đi con. Đưa đây. Đây trả cho chị Tiên đây coi. Trời ơi, tí. Chị ơi. Nè lấy đi. Làm cái gì mà đứng đây khóc la ung sùm vậy? Sao mua hai chai nước rồi không đem vô cho tao? Ê, tao nhìn cái bà này nhìn quen mày. Quen là đúng rồi, bà là bà Nga Sọ đó, chùm trường cấp 3 đó ông nội. Hôm bữa ba kéo Nguyên băng qua ba quýnh mấy thằng bên lớp cấp 2 của mình đó. Hả? Em mua rồi, em mua hai chai luôn. Nhưng tự nhiên cái anh chị này lấy em hết một chai rồi. À, rồi, ta hiểu rồi. Ê, hai đứa kia. Dạ chị. Cho xin lại chai xì tin được không? Nó nghe nè. Dạ chị. Dạ. Bộ hai đứa bay khác lắm hả? Cút. Dạ.